Cô đôi Cam Đường không chính thức thuộc hệ thống tứ phủ nên được thỉnh giá cô bé tự về ngự đồng. Cô mặc áo tứ thân màu xanh, chít khăn mổ quạ, đầu đội nón quai thao giống như đồ của các liệt sĩ quê hương Kinh Bắc. Vai cô đòn gánh lưng cong, hai đầu là giá đựng vải vóc. Đền cô đôi Cam Đường nay là đền cô đôi ngự tại Trường On, xã Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với tiết mục múa theo nối chầu văn cô đôi Cam Đường do nghệ sĩ Hồng Len cùng tốp múa làng văn hóa Đông Hạnh biểu diễn. Bye.
dạy cô đẹp quá. Cô đẹp quá, cô duyên dáng quá. Ngày hôm nay cô ngự đồng về làng văn hóa Đông Hạnh, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, để cầu cho người người nhà nhà bách thái dân an, sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn tiết mục biểu diễn hầu đồng vô cùng độc sắc đến từ nghệ sĩ Hồng Len và Tốt Múa. Và ngay sau đây